Có thể thấy huấn luyện viên Park Hang-seo có thái độ rất rõ ràng khi bước vào phòng họp báo sau trận thắng Nepal 2-0. Ông đã sớm nhận định về trận gặp Nhật Bản ở lượt cuối để phân định vị trí Nhật Bản hòng tránh đối thủ Hàn Quốc ở vòng đấu loại trực tiếp. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã chơi một trận đấu rất hay và giành chiến thắng 2-0 hôm nay. Sau hai trận đầu tiên toàn thắng, đội tuyển Olympic Việt Nam đã chính thức đoạt vé vào vòng 16 đội với 6 điểm. Chúng ta còn một trận cuối để phân định ngôi đầu bảng với Nhật Bản. Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Chúng tôi chỉ tập trung vào từng trận đấu một. Sau trận đấu này, khi về khách sạn, chúng tôi mới có những tính toán cho trận đấu tiếp theo. Tôi và ban huấn luyện sẽ phân tích lối chơi của Nhật Bản, tìm cách chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với họ. Tôi, trên tư cách là huấn luyện viên trưởng, sẽ có phương án chuẩn bị tốt nhất cho mọi trận đấu. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.